Trưa ngày 13 tháng 5, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh được tài xế taxi liên quan vụ việc chặt chém hai du khách người Pháp, giá cước 500.000 đồng cho quãng đường 50m, khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Danh tính tài xế này được xác định là LVD, viết tắt, 34 tuổi, quê ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Theo thông tin ban đầu, hai du khách người Pháp bị tài xế taxi chặt chém 500.000 đồng khi di chuyển từ phố Trần Nhật Duật về phố Chợ Gạo, phường Hàm Buồm, quận Hoàn Kiếm. Điều đáng nói, hai vị khách nước ngoài để quên hộ chiếu trên xe và khi quay ra lấy thì tài xế tiếp tục đòi thêm 500.000 đồng. Vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.